Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Pechanga Resort and Casino. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Mai Phương Beauty and Wellness Center. Xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Sài Gòn TV trên băng tần 57.7 hệ thống Galaxy 19 trong một ngày đầu tuần thứ hai, hôm nay 12 tháng 12 rồi. Thưa quý vị, kính chúc quý vị một ngày làm việc hoặc là nghỉ ngơi thật là vui vẻ, và thời tiết ở miền Nam California như thế nào, mát mẻ hay ấm áp đây Thảo Yên? Thưa anh và thưa quý vị, thời tiết tại Cali của chúng ta trong những ngày sắp đến thì không được ấm áp cho lắm, là bởi vì chúng ta vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cơn bão mùa đông mà đang thổi từ khu vực Great Lakes. Thì nhưng mà ở miền Nam Cali thì nói chung chúng ta không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Trong ngày hôm nay thì nhiệt độ lên ở mức là 65 độ và buổi tối xuống còn khoảng chừng 52-53 độ. Và Anaheim thì ở mức là 65 cho đến 68 độ, buổi tối xuống còn 52 độ. Thưa quý vị, trong những ngày này thì buổi sáng sớm Orange County chúng ta là có mây mù. Và khu vực Riverside thì ngày hôm nay ở mức là 66 đến 67 độ, buổi tối xuống chỉ còn 49 độ mà thôi. Và trong những ngày sắp đến thì như quý vị thấy, dự báo thời tiết cho thấy là từ đây cho đến ngày thứ năm luôn là buổi sáng có mây mù, thứ năm còn thấy là có cơ hội là buổi chiều tối sẽ có mưa. Và những ngày này thì nhiệt độ giữ ở mức trung bình là 63-64 độ và sẽ còn tiếp tục giảm cho những ngày sắp đến. Trong những ngày này thì độ ẩm ở mức cũng tạm được thôi quý vị. Có những ngày độ ẩm cao nhưng mà có những ngày thì độ ẩm rất là thấp. Và trong ngày hôm nay thì mặt trời mọc lúc 6 giờ 47 phút và mặt trời lặn lúc 4 giờ 44 phút. Và trong tuần vừa rồi đó thì thưa quý vị, cuối tuần vừa qua do cái cơn bão mùa đông thổi từ Great Lakes cho nên đã đổ một lượng lớn tuyết xuống khu vực ở Chicago và New York và đã khiến cho hơn 1.400 chuyến bay tại Chicago phải bị hủy bỏ vào hôm Chủ nhật. Và tại sân bay của Detroit thì một chiếc máy bay của hãng Delta Air bay từ Buffalo, New York khi mà vừa đáp xuống đường băng do quá trơn trượt đã lao ra khỏi đường băng, nhưng mà may mắn là 65 hành khách cộng với 5 thành viên phi hành đoàn đã không bị hề hấn gì. Dự báo thời tiết cho biết là trong những ngày sắp đến thì New York và New England sẽ còn tiếp tục có một trận tuyết dày từ 3 cho đến 6 inch sẽ đổ xuống thưa quý vị. Cũng sẽ được nhắc lại thưa quý vị, ảnh hưởng của phía miền Tây, khí hậu ở phía miền Tây là do luồng gió từ phía Bắc của Alaska thổi qua. Vì thế chúng ta bị ảnh hưởng của Alaska, nhưng mà bên phía miền Đông và Đông Bắc Hoa Kỳ thì bị ảnh hưởng rất lớn. Sáng ngày hôm nay có thêm 1.200 chuyến bay đã bị hủy bỏ tại phi trường O'Hare của Chicago bởi vì cơn bão từ phía Bắc Cực tiếp tục thổi xuống qua vùng Ngũ Đại Hồ, tức là Great Lakes, và ảnh hưởng luôn tới Chicago, vùng New England kế bên. Và dân chúng vào sáng hôm nay có rất là nhiều các khuyến cáo là nên ở yên trong nhà. Thưa quý vị, hôm nay rất nhiều khó khăn là nhiều các em không đi học được, các phương tiện về giao thông công cộng cũng bị ảnh hưởng và các hoạt động về xúc tuyết cũng rất lớn, bởi vì thực sự đó, xúc tuyết bây giờ họ không làm bởi vì ngay trong lúc này thì cơn bão tuyết đang thổi vào các khu vực Ngũ Đại Hồ và Chicago bị ảnh hưởng nhiều nhất. Cho nên từ ngày hôm qua cho đến giờ phút này tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề và chưa biết được là tình hình này có gây ảnh hưởng luôn tới thị trường tài chính Hoa Kỳ hay không. Tin tức mới nhất cho biết là chính thức ngày hôm nay các quốc gia mà sản xuất dầu hỏa trong khối OPEC và Saudi Arabia cùng với Iran vân vân, Iraq nữa, họ đã đồng ý để cắt giảm lượng dầu sản xuất ra bắt đầu từ ngày hôm nay. Và ngay vào buổi giao dịch, dầu đã lên tới 5%, mặc dầu sau đó nhích lên nhích xuống chút đỉnh.
vào thời điểm này thì còn khoảng 3,67% và dầu đã vượt quá mức 53 đồng thưa quý vị, 53 đồng 39 vì ảnh hưởng này. Trong khi đó thì qua các con số này, một mặt thì thị trường tài chính liên quan đến các cổ phiếu của Nasdaq bị ảnh hưởng của giá dầu không có hoạt động tốt, nhưng mà Dow Jones thì lại lên, cho nên hôm nay là một ngày có thể là trộn lẫn hoạt động của thị trường cổ trái phiếu ở New York. Dow Jones lên được 27 điểm 19.784, S&P 500 xuống 2 điểm và ngược lại Nasdaq thì xuống. Hồi sáng này xuống chỉ có 18 điểm, bây giờ thì xuống gần 30 điểm. Từ nãy tới giờ chúng tôi theo dõi các cổ phiếu của Nasdaq thì lên xuống chập trùng thưa quý vị do ảnh hưởng của giá dầu. Bây giờ là 53 đồng 23. Còn vàng đó thì lên được 90 cent, chỉ có 1.162 đồng 80 cent mà thôi. Giá vàng bị tiếp tục ảnh hưởng trong thời gian qua. Về bản tin thế giới, một trong những vấn đề lớn được đề cập ngày hôm nay là lời tuyên bố của ông Trump trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Fox. Trong đó ông nhắc, ông không thấy là cần thiết phải có một chính sách, một quốc gia, hai thể chế tương tự như ở Trung Quốc và Đài Loan. Và vì cái tuyên bố này, thưa quý vị, đã đi ngược lại với cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ năm 1979 đến giờ phút này. Thời kỳ của ông Tổng thống Jimmy Carter, ông đã công nhận chính sách một Trung Quốc của đại lục. Đài Loan vẫn bị Trung Quốc xem là một khu vực ly khai. Và vì thế, từ nỗ lực từ xưa tới giờ, từ năm 1949, từ thời khi mà tách rời khỏi Trung Quốc cho đến giờ phút này thì Trung Quốc vẫn nỗ lực và họ muốn bảo đảm cái chính sách một Trung Quốc đó phải được các quốc gia khác công nhận cũng như tôn trọng. Khi một người tổng thống mà nhất là Hoa Kỳ nữa đưa ra cái lời tuyên bố không tôn trọng thì chuyện gì xảy ra? Trung Quốc ngày hôm nay trên tờ Toàn cầu Thời báo đã ghi nhận là ông Trump là một đứa trẻ ngây ngô, hoặc là thậm chí dùng chữ rất nặng, ngu dốt. Vâng. Họ nói rằng ông Trump bỏ hết tất cả các quan hệ của Hoa Kỳ với Trung Quốc từ lâu nay, từ 1979 đến giờ phút này, và vì thế sẽ gây hại đến vấn đề ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Điều này đã được ông Trump gây ảnh hưởng đến từ cái điện thoại gọi cho nói chuyện được với bà Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, khi bà gọi đến để chúc mừng một thông lệ cứ 4 năm một lần phía Đài Loan thường hay thực hiện, với nỗ lực hy vọng là được nhận điện thoại. Và chưa bao giờ, thưa quý vị, từ nhiều cú điện thoại gọi đến, chưa bao giờ có một Tổng thống gọi nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Đài Loan. Vậy mà lần này thì ông Trump đã thực hiện điều đó. Cái này cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì giữa Trung Quốc và Nga thì là hai quốc gia đối tác với nhau, nhưng mà người ta thấy ông Trump có vẻ mặn mòi với Nga hơn là với Trung Quốc, bởi vì việc đề cử ông Rex Gilstern đưa ra cho thấy rằng là ông Trump muốn đưa ra một nhân vật ngoại trưởng thân cận với Nga, mà trong khi đó lại hục hặc với Trung Quốc. Điều này có nghĩa là ông thấy rằng việc làm ăn với Nga, quan hệ ngoại giao với Nga, nó sẽ bảo đảm được vấn đề an ninh cho thế giới cũng như Hoa Kỳ. Còn ngược lại, chống Trung Quốc lúc này đó, để làm gì? Để mang các công ty của Trung Quốc về lại với Hoa Kỳ. Đó là cái chính sách của ông Trump. Chúng tôi sẽ trở lại gửi đến quý vị thêm các chi tiết liên quan đến những cái sự đụng độ rất lớn khi mà ông Trump đề bạt ông Tillerson làm vị thế ngoại trưởng, trong khi ông là tổng giám đốc CEO của ExxonMobil. Chuyện gì sẽ xảy ra cũng như các đụng độ rất lớn sắp tới? Vâng, chỉ trong vòng cuối tuần vừa rồi thưa quý vị thì đã có liên tục 3 vụ đánh bom xảy ra ở 3 quốc gia trên khắp thế giới, làm dấy lên một cái nỗi lo sợ là hiện nay không còn nơi nào an toàn nữa cả, từ công viên cho đến sân vận động cho đến nhà ga. Thì vụ đầu tiên là xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ lúc 11 giờ tối thứ Bảy tính theo giờ địa phương, sau khi diễn ra một trận đá banh ở sân vận động có tên là Besiktas
Vodafone Arena thì một quả bom được đặt trong một chiếc xe đã được kích nổ bằng một cái remote control, và chỉ 15 giây sau thì một cái vụ nổ thứ nhì do một kẻ ôm bom tự sát kích hoạt cách đó không đầy một mile tại một cái công viên có tên là Macca Park. Thì hai quả bom này đã làm thiệt mạng tính cho đến giờ phút này là 44 người, trong đó có 30 người là cảnh sát, và làm bị thương khoảng chừng 150 người nữa. Thì một nhóm phiến quân có tên là Kurdish Freedom Hawks, được gọi tắt là TAK, được xem là một nhánh của PKK, đã nhận trách nhiệm cho hai cái vụ nổ bom này. Và trên website chính thức của TAK, họ cho biết là họ chỉ tấn công nhắm vào lực lượng quân của chính phủ chứ không phải nhắm vào người dân. Chúng tôi sẽ quay trở lại để gửi đến quý vị hai vụ đánh bom tại Ai Cập và Somalia. Xin quý vị vẫn giữ băng tần của đài chúng tôi.